Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sau một thời gian trầm lắng bởi những tác động của dịch bệnh COVID-19 thì thời điểm này hoạt động thương mại mua sắm Tết trên địa bàn tỉnh đang bắt đầu sôi động. Năm nay mặc dù dự đoán sức mua sẽ giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tại các siêu thị như Intermex, Như Quỳnh ở huyện Văn Lâm, The City ở huyện Yên Mỹ, hàng hóa Tết đã được bày bán với đủ chủng loại, mẫu mã phong phú đa dạng. Nhiều gian hàng được trang trí gắn với không gian đậm nét Tết cổ truyền để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Từ đầu tháng 1 năm 2022, các đơn vị đã tăng lượng hàng hóa dự trữ lên gấp đôi, gấp ba so với các tháng trước. Chúng tôi đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng là 200%, thì hàng lượng hàng hóa chúng tôi sẽ dự kiến gấp 3 lần ngày thường và đảm bảo tối đa cái nhu cầu mua sắm của nhân dân. Bên cạnh đó thì những cái mặt hàng thiết yếu chúng tôi có chương trình giảm giá rất là tốt ạ, rất là sâu. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch trước là 3 tháng Tết rồi, cho nên đối với cái sức mua như hiện tại thì là cũng đang dự báo là mặc dù là bị Covid nhưng mà cũng đang dự báo để lên mức 200% để làm sao mà luôn đủ cái lượng hàng dự trữ cho bà con. Và đặc biệt là cái tồn hàng chúng tôi đang tính là tồn 2 tháng rưỡi, tức là qua Tết 1 tháng rưỡi mà còn tồn cho bà con, và cái mức đang đạt là 24,8 tỷ. Đối với công tác phòng dịch thì chúng tôi 2 tuần sẽ test tầm soát một lần đối với nhân viên, và đối với cái việc mà khách hàng vào mua sắm chúng tôi cũng có các khuyến cáo biển bản để hướng dẫn bà con để tuân thủ cái 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Không chỉ có các siêu thị, trung tâm thương mại, tại các chợ, cửa hàng, đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh, sức mua hàng của người dân cũng đang tăng từng ngày. Ngoài các mặt hàng phổ biến trong ngày Tết như gạo, bánh kẹo, mứt, bia rượu, nước ngọt, còn có những giỏ quà Tết khá bắt mắt. Mỗi giỏ quà có số lượng sản phẩm và chất lượng khác nhau tùy theo mức giá. Ủy ban huyện cũng cùng với lại cái ban chỉ đạo 389 của huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các cái đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện là thứ nhất là bình ổn giá thị trường trên địa bàn, hai chuẩn bị đầy đủ các cái thiết yếu để phục vụ nhân dân mua sắm Tết, tập trung xây dựng kế hoạch và đi kiểm tra, cũng yêu cầu là các đơn vị, các cơ sở làm tốt công tác phòng chống dịch. Để bảo đảm chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các ngành chức năng trong tỉnh đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời chủ động xây dựng các phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, phải thực hiện cách ly, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân mua sắm hàng hóa trực tuyến, hạn chế tình trạng tập trung đông người, không bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch.